Vâng, xin chào các bạn. Hiện tại thì Kiều Anh đang có mặt tại khu du lịch Thung Lũng Vàng và Kiều Anh đang rất là nôn nóng mong muốn tham quan khu du lịch này như thế nào. Xin mời các bạn chúng ta hãy cùng tham quan cùng với Kiều Anh nhé. Vâng, trước mắt các bạn là bảng chỉ dẫn nha các bạn. Bảng chỉ dẫn ở đây thì có khu vui chơi giải trí, bãi xe, nhà hàng, vườn lan, nhà nghỉ, rồi nơi hóa trang đặc biệt, đại viên cảnh, bộ hóa thạch, vườn hoa hồng, cầu treo, thác Tứ Linh. Rồi bây giờ xin mời các bạn chúng ta hãy đi cùng với Kiều Anh khám phá khu du lịch này nhé. Vâng, đây là mình bước vào khu du lịch này các bạn. Chúng ta thấy là phía bên tay trái của Kiều Anh là thấy có hoa nè, hoa màu hồng. À, hoa kia đẹp quá, hoa màu đai đỏ kia nè. Chúng ta thấy những cái vườn hoa này các bạn ạ. Bảy mươi mét nữa là đứng lên đó, chúng ta thấy vườn hoa này cho các bạn. Hoa đây là hoa gì đây? Rồi xa xa, rất xa xa kia là hoa cẩm thú cầu nha các bạn. Đây là những bụi hoa tím nè, hoa màu tím. Đây là cẩm tú cầu nè các bạn. Nhiều màu sắc đẹp quá ha. Xanh nè, như một quả cầu. Đó, các bạn đã thấy tên của khu lịch này chưa ạ? Thung Lũng Vàng đó các bạn. Bây giờ nếu mình đi lên dốc này thì sẽ gặp thác Tứ Linh. Đồi dốc. Ngày hôm nay Kiều Anh đi bộ cũng nhiều đó. Mình đang hơi mỏi chân. Chắc Kiều Anh sẽ ngồi dừng lại, ngồi nghỉ một chút. À, thấy thác kia rồi, mừng quá. Đây, xung quanh lối đi vào thác nè là có hoa cẩm thú cầu nữa các bạn ạ. Ồ, Kiều Anh đã thấy thác rồi. Ồ, ở trên này nữa nè các bạn, phía trên này nữa nè. Kiều Anh sẽ đến lại gần hơn nha. Mình đang vào một cái chòi nho nhỏ. Đây, các bạn đã nhìn thấy dòng thác chưa? Đó. Vâng, đứng ở vị trí ở dưới này thì chúng ta có thể nhìn thấy là đoạn thác ở trên cao đó các bạn. Đó, đoạn thác ở trên cao. Nhưng mà Kiều Anh chắc không đi lên trên đó đâu. Bây giờ mình sẽ đi qua khu khác nhé. Vâng, bây giờ Kiều Anh sẽ đi qua khu khác đây các bạn ạ. Mình đang đi bộ để vừa ngắm cảnh, vừa tận hưởng không khí nơi đây. Kiều Anh đang nghe được tiếng ve kêu các bạn ạ. Nơi đây thì phù hợp cho những ai mà muốn du lịch nghỉ dưỡng, nghỉ ngơi thì chúng ta vào đây để tận hưởng không gian, không khí tuyệt vời. À, hình như phía bên tay phải Kiều Anh phát hiện ra một cái hồ nước. Đó, các bạn nhìn thấy phía bên tay phải Kiều Anh nè, có một cái hồ nước nè các bạn. Hồ nước vàng. Chắc vì vậy mà nơi đây được gọi là Thung Lũng Vàng. Vâng, phía bên tay trái của Kiều Anh là Kiều Anh thấy có nhà sàn ở trên kia nè, nhà rông ở trên kia. Rồi có, ủa không biết là người ta đang đốt lửa làm gì kia. Đó, rồi thêm cái chỗ bờ xe nước nữa nè các bạn.
Đó các bạn, chúng ta nhìn thấy cảnh ở nơi đây chưa? Thấy thung lũng chưa? Nhìn khá là rộng đúng không? Rồi có những cây thông nè, cây thông các kiểu. Đứng tại vị trí này thì các bạn, chúng ta có thể quan sát nhìn quang cảnh của khu thung lũng vàng này các bạn. Vâng, nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Có nhiều loại cây, hoa. Nhìn rất là tuyệt vời. Rồi, Kiều Anh vừa mới phát hiện ra một điểm uống trà Artisome miễn phí, hái dâu tay sạch. Đây, lối xuống thung lũng vàng nha các bạn, 100m. Đó, các bạn chúng ta. Bây giờ Kiều Anh đang bước dần xuống điểm uống trà Artisome miễn phí. Vườn dâu tay sạch luôn các bạn ơi, thích quá. Rồi, mình đang bước xuống dần xuống điểm uống trà Artisome miễn phí nè các bạn. Vườn dâu tay sạch luôn. Hiện tại nơi đây thì cũng không có đông khách tham quan. Cũng chưa đúng vào những cái dịp lễ. Cho nên là lúc mà Kiều Anh đi thì còn vắng vẻ. Đây là điểm uống trà Artisome nha các bạn. Điểm uống trà Artisome miễn phí. Ở đây còn có cà phê mocha trộn. Kiều Anh vô. Đây thấy có mấy cái bình trà đây nè các bạn, bình uống trà Artisome nè. Vâng, hiện tại thì Kiều Anh đang ngồi tại một điểm uống trà Artisome miễn phí đó các bạn. Bây giờ Kiều Anh đang chuẩn bị thưởng thức ly trà Artisome. Và kèm với ly trà Artisome là anh chủ quán đã mời Kiều Anh một số những loại mứt nè. Cái này cũng miễn phí đó các bạn. Bây giờ Kiều Anh sẽ thử trà Artisome ở đây nhé. Ở đây thì chúng ta có thể đi tham quan thêm vườn dâu tây và đi xuống thung lũng vàng. Mình vừa mới thưởng thức thì như cái này là cái này là hình như làm quýt hay gì đúng không? Bỏ chanh hả? Này là kẹo nè các bạn, kẹo dâu. Vâng, bây giờ thì Kiều Anh sẽ bước đến thung lũng vàng nha các bạn. Đây, chúng ta thấy phía bên tay phải Kiều Anh là bờ xe nước nè. Đây chắc là thung lũng vàng rồi đó các bạn ơi. Bây giờ Kiều Anh sẽ đi qua phía bên kia để chúng ta nhìn thấy rõ hơn nhé. Phía bên tay trái của Kiều Anh là nhà hàng thung lũng vàng nha các bạn. Nơi đây bán kem rồi các loại. Rồi bây giờ Kiều Anh đang bước dần dần lên chỗ thung lũng vàng đây. Ồ, thung lũng vàng đây rồi các bạn ơi. Ồ, đẹp quá các bạn ạ. Có một chú chim. Rồi bây giờ Kiều Anh sẽ đi xuống gần hơn với thung lũng vàng nha các bạn. Đó, các bạn đã nhìn thấy thung lũng vàng chưa? Nhìn đẹp quá. Nước này, nước từ thung lũng vàng là tiếp nhận từ nguồn nước của suối vàng. Suối vàng là hồi nãy Kiều Anh đã các bạn xem video về Lang Biang thì các bạn cũng sẽ biết là suối vàng
Suối Vàng là khu vực ở chỗ Lang Biang đó. Rồi bây giờ Kiều Anh đang bước dần xuống chỗ thung lũng vàng nha các bạn. Các bạn thấy thung lũng vàng chưa? Lát nữa Kiều Anh sẽ đi ngang qua cây cầu kia, đi qua cây cầu. À, ở đây bên đây Kiều Anh thấy là có hình trái tim nè các bạn. Đó, Kiều Anh thấy có hình trái tim nè, có chú gấu bông dễ thương quá. Mình sẽ đứng ở đây để chụp hình. Vâng, trước mặt các bạn là có những chiếc thuyền hình con vịt nè. Đó, chúng ta có thể là đập vịt xung quanh thung lũng vàng này các bạn. Cô làm ở chỗ đó là khách họ lên họ chụp dữ lắm. À vậy hả cô? Dạ. Đó các bạn, chúng ta nhìn thấy không gian ở nơi đây như thế nào, rất tuyệt vời đúng không ạ? Một khu thung lũng vàng nhìn rất là ấn tượng. Nơi đây có những cái dịch vụ giải trí như chúng ta có thể đạp vịt nè và chúng ta chụp hình ở đây. À vậy hả? Ý mình mua thức ăn mình bỏ xuống đây một đứa cái này quay luôn vậy chụp. Chỉ có 5.000 thôi, rất là đẹp. Ồ, dưới đây quá trời cá ha. Dạ, dạ gửi rồi. Vâng, ngay tại cây cầu này thì chúng ta có thể mua thức ăn cho cá. Đó, các bạn nhìn thấy phía dưới này rất là nhiều cá nè các bạn. Rất là nhiều cá. Đó, các bạn đang thấy cá đang tung tăng bơi lội. Vâng, và bây giờ thì Kiều Anh sẽ qua cái cầu này và chúng ta sẽ rải thức ăn cho cá nha các bạn. Đó, bây giờ các bạn chúng ta hãy quan sát nha. Ôi trời ơi, cá nhiều quá các bạn ơi. Ôi, ấy da, quá trời cá luôn. Trời ơi. Ôi, quá trời cá nè. Vâng, mong các loài cá này sẽ các chúng sinh này sẽ ăn thức ăn ngon nè. Rồi đó, đó, ôi quá trời cá luôn các bạn ơi. Vâng, vừa rồi Kiều Anh đã cho những đàn cá, những con cá ăn thức ăn. Kiều Anh cảm thấy rất là thú vị, rất là tuyệt vời tại khu du lịch thung lũng vàng này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích video này thì chúng ta hãy nhớ like, đăng ký kênh Em Gái Miền Trung và chia sẻ cho nhiều người cùng biết nhé. Hẹn gặp lại cả nhà mình trong những video chia sẻ tiếp theo. Xin chào.